Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội chợ công thương vùng Tây Bắc Hòa Bình năm 2015. Theo ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Vietjet, hội chợ công thương vùng Tây Bắc Hòa Bình là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu vực quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường cũng như hỗ trợ cho người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm dịch vụ có chất lượng. Hội chợ công thương vùng Tây Bắc Hòa Bình 2015 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp thuộc 16 tỉnh, thành phố gồm Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Giang, Sơn La, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Lai Châu, Bình Định, v.v. Hội chợ là nơi gặp gỡ, giao lưu xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Thông qua hội chợ, góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại đầu tư, phát triển du lịch giữa các tỉnh phía Bắc nói chung và cả nước nói riêng.